chào bà con buổi chiều. Buổi chiều lụm lúa luôn, lụm xong rồi đâu mà nhậu tiếp luôn. Đây à, đây là một em xả dòng ở đâu đây em, dòng là luôn đi cho nó xả xong hết xeo đi, mình làm luôn. Ok, dưới gầm cái bên đây chưa kéo bông dây qua, đúng rồi, rồi ô đi thẳng ra trước luôn. Rồi được rồi đó, đúng rồi, em xả lót, đây là lót thảm trên xe, người xả lót rồi người xả thân, bắt đầu tắt rồi, hai anh em mới phối hợp lại. Ấp xuống cậu, ấp xuống rồi đẩy cái ra ngoài để cho, đây để cho nó hiểu rồi. Kéo cái kia tới chứ thì ấp cái mặt nó xuống. Trời rồi. Rồi, rồi, cho nó hiểu hồi đi chứ mình rửa xong nó ra để cho chồng đó. Rồi nó rồi, rồi ra, đựng chồng lên để cho nó khô quá. Nó ra, nó ra. Bị chết rồi. Rồi. Rồi, rồi, ok. Chưa rửa thân xe nha bà con. Cặp đôi hoàn hảo người Thái và người Cam trước ngày dọn rửa xe và làm đẹp cho xe, từ xe đạp cho tới xe Honda và ô tô. Chia sẻ cùng cô chú anh chị em và các bạn, ai có nhu cầu lúc này tháng mưa gió là tới ủng hộ số 8 Đào Duy Từ, thành phố Sa Đéc, Vườn An Hòa, giá 40k một xe 4 chỗ như thế này và 7 chỗ cũng như thế. Bản số vàng thì mình chỉ tính 30k thôi, xe kinh doanh nên anh em cứ ghé ủng hộ xe. Sau khi xe ba rửa thì sạch, siêu sạch và đẹp tuyệt, giá bình dân rẻ cho anh em sử dụng. Mùa mưa gió thì khi xe chở khách đi hoặc là gia đình sạch sẽ, anh em đi mưa về cũng phải bảo quản để cho nó có độ bền lâu, xe sạch đẹp. Có nhu cầu có tới số 8 Đào Duy Từ để phục vụ cho cô chú anh chị em, giá thành hợp lý và siêu sạch. Cái này bằng số trắng thì mình rửa 40k nha bà con, bản số vàng mình sẽ rửa 30k phục vụ cho bà con. Chỗ thoáng mát, có chỗ ngồi đợi rồi nhạc rồi nghe quạt rồi này kia cái rất là ok. Ra học phải không? Đội ngũ người nước ngoài phục vụ cho bà con rất là tận tình, vui vẻ, làm nhiệt huyết và tâm, có tâm để phục vụ cho bà con sử dụng trong mùa mưa gió, rồi bảo quản xe cho nó tốt. Rồi ok. Đội ngũ nó sẽ có vô từng khâu một, rồi tới anh trai, chị gái người Cam xả nước, rồi thì tới anh trai người Thái, quay cái chân anh trai người Thái sẽ lên bọc tiết và cứ thay phiên nhau phục vụ cho bà con chu đích, ua lộn, chu đáo. Trắng tin, trắng tim đẹp trai.